Hari ini enggak ya guys. Ya Allah. Guys, semenjak aku tuh lama terlalu agak aku mau cembung gitu ya. Terlalu lama aku tuh di luar negeri gitu ya guys. Aku jadi kayak mana gitu ya. Aku tuh kayak ngomongnya tuh kayak. Guys, kalian itu kalau nontonin aku tuh kenapa tuh guys? Orang aku enggak ngapa-ngapain loh. Cuma TikTok sablok rame deh. Wes marah sih kira robotnya. Yuh, rasanya guys kayak dikerus. Siapa sih yang tahu halangan ya Allah rasanya guys kayak dikerus nih mak kerus ya. Dan aku tuh dielus-elus sama Datsila dielus-elus. Fuck uang gizinya, fuck uang gizi, không đau, trong năm gì này fuck, nah được gitu. Kamu diam saja. Saya pusing. Nih diam saja ya, perutku sakit. Kamu jangan ngomong. Ya guys. Terus ini fe ơi, fe trong tâm gì này vợ? Fe không đâu fe trong năm gì này vợ? Hei istriku, biar kamu tidak apa sakit perut, aku harus ngapain gitu. Chị biết không? Chị biết không? Hả? Hôm nay em bị túm tóc này. Trời ơi, vợ đau quá. Vợ đau trời ơi. Vợ đến tháng đau. Ngồi. Chị biết là em đi công việc về. Chị không biết đâu, em đi công việc. Em đi công việc. Em vào trong phòng để em tìm vợ. Đau quá làm sao lên đây này, hắn ngồi hắn nằm chồng mông lên đây. hắn chung chăn em ạ. Không biết là đi đâu mà rõ ràng là không biết đi đâu mà không có ở nhà. Vợ nằm gì? Ờ này, nằm chồng mông lên này này. Thế là cái chăn nó chùm vào thì em cứ tưởng là đấy chỉ có mỗi cái chăn thôi. Thế là em cầm cái điện thoại. Em đi vào trong nhà vệ sinh để em tìm xem có không. Em gọi vợ ơi không thì trả lời. Chắc hẳn đau quá không cần không trả lời. Em cầm cái điện thoại em ném vù một cái. Đem vào nhà vệ sinh em. Vào cái đống chăn đấy. Không, em ném ra sườn ở chỗ đầu giường. Thì là hắn thò mỗi cái mặt ra. Hắn thò mỗi cái mặt ra. Có nghĩa là mặt ở đây nha. Thì em ném cái điện thoại đấy bụp như thế này. Sượt mặt đập đi bụp cái điện thoại này. Xong đi vào nhà vệ sinh em hỏi. Vợ ơi, xong đi vào vệ sinh thì không thấy đâu. Đến lúc đi ra vợ ở đây. hắn mà chứ chồng ném điện thoại ném em, hắn tả cái quả em ném điện thoại sượt mặt hắn mà buồn cười, em vẫn bò ra em cười kiểu dạng như là kiểu giọng thều thào chứ ở đây nè không biết nên nói này. Ừ, vợ ở đây à? Vợ ở đây à? Sợ mà. Nằm chồng phá công lên trời. Lít này, lít vợ lên chồng lên trời, mặt trắng đất.